phương pháp vấn đáp có thể được sử dụng trong quá trình đánh giá thường xuyên giúp giáo viên nhanh chóng có thông tin phản hồi từ học sinh để kịp thời hỗ trợ điều chỉnh mà vẫn đảm bảo tiết học diễn ra liên tục không bị ngắt quãng hệ thống câu hỏi vấn đáp của giáo viên có thể giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc nhận biết phát hiện vấn đề cần giải quyết nêu được cách giải quyết vấn đề nhờ đó học sinh được rèn luyện phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học các bài tập trong sách giáo khoa có thể chỉ yêu cầu học sinh trình bày kết quả giáo viên có thể bổ sung các câu hỏi vì sao tại sao yêu cầu học sinh giải thích cách làm để hiểu rõ hơn cách thức học sinh tư duy có sự hỗ trợ kịp thời chẳng hạn khi học sinh lớp 3 đọc tên các hình ABCD, PQRS, e, giáo viên không nên xác nhận ngay câu trả lời đó là đúng hay sai. Giáo viên có thể yêu cầu học sinh giải thích vì sao ABCD, PRQS là hình vuông còn EZHK không là hình vuông. Việc yêu cầu học sinh tìm lời giải thích sẽ thúc đẩy học sinh chỉ ra các chứng cứ, lý lẽ và lập luận dựa vào đặc điểm của hình vuông vừa học chúng ta cũng cần lưu ý rằng học sinh lớp 1 chưa học đặc điểm hình vuông. Câu hỏi vì sao? Yêu cầu học sinh giải thích lý do lựa chọn sẽ quá tải với học sinh lớp 1, không phù hợp. Phương pháp vấn đáp có thể góp phần rèn luyện, phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học ở học sinh. Chúng ta có thể mong đợi trong quá trình giải thích cho câu A, học sinh chưa dùng thước xác định số đo các cạnh để câu B còn có cơ hội cho học sinh giải thích cách làm, giải thích số lượng cạnh cần đo dựa vào đặc điểm hình vuông. Nếu câu lệnh là đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình trên, không xác định rõ hình vuông trong câu lệnh thì học sinh buộc phải đo đủ 4 cạnh mà không thể cho câu trả lời sau khi đo một cạnh. Học sinh tham gia vấn đáp với giáo viên sẽ có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp toán học, cụ thể là phát triển kỹ năng nghe và nói, rèn luyện bản thân để ngày càng trình bày lưu loát tự tin hơn, các câu hỏi, câu lệnh mà giáo viên sử dụng khi vấn đáp thực sự rất quan trọng. Có thể chúng ta chưa cần cầu toàn ở câu trả lời, hành động của học sinh, nhưng câu hỏi, câu lệnh giáo viên đưa ra phải chuẩn, chỉnh cả về từ ngữ lẫn nhắc nghĩ khi vấn đáp. Chúng ta hãy cùng thực hiện tình huống sau, bạn hãy quan sát rồi cho biết. số nào nhỏ hơn chữ số nào nhỏ hơn số nào nhỏ hơn nhiều người phân vân khi lần đầu tìm cách trả lời câu hỏi số nào nhỏ hơn họ đã đưa ra câu trả lời nước đôi nếu xét về kích thước thì 6 nhỏ hơn 2, nếu xét về giá trị thì 2 nhỏ hơn 6, khi chuyển sang câu hỏi chữ số nào nhỏ hơn. Hầu hết đều thống nhất câu trả lời chữ số 6 nhỏ hơn chữ số 2 và sau đó, khi gặp lại câu hỏi số nào nhỏ hơn. Nhiều người đã có câu trả lời duy nhất. Còn bạn, bạn có phân vân khi đọc câu hỏi số nào nhỏ hơn? Lần đầu, bạn có nhận ra sự khác biệt giữa số và chữ số?